Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không được yên, chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu các mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng này sẽ cần chú ý các ngày sau đây. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021 tới ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 năm 2021 tới ngày 29 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 năm 2021 từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 2 năm 2021 từ ngày 24 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 năm 2021 từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ,
Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 2 âm lịch. Tuổi Ngọ là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ, mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Họ là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít, tốt đẹp. Tuy nhiên, theo kênh phong thủy Gia Cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý sẽ trở thành người cô độc. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi Bính Ngọ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn đến thế nào cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn, biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Tử vi 12 con giáp trong tháng 2 âm lịch năm 2021 cho thấy rằng trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, bước sang tháng 2 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với bản thân mình. Tân âm kim gặp Ngọ dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ Bính Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch, tháng này với những người làm kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía bạn. Các hợp đồng, các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Còn với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy được tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn ở bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Bính Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Bính Ngọ do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với người tuổi Bính Ngọ. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt.
Hơn nữa, do bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Lại cộng thêm tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Bính Ngọ phải đối mặt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Ở độ tuổi 55, các gia chủ Bính Ngọ đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể thiếu tách rời của nhau. Sau đó, dù có chuyện gì, bản mệnh và người đó nên giao tiếp với nhau nhiều hơn, thấu hiểu và sẻ chia cho nhau. Ngoài ra, trong tháng 2 âm lịch, quý gia chủ sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về đứa con và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó, cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống nhiều cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý cũng như suôn sẻ, yên ổn, các gia chủ Bính Ngọ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Sần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, bản mệnh không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, kênh phong thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở tuổi Bính Ngọ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, cũng có thể trên vai gánh vác quá nhiều áp cũng có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình chi tiết của tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc tháng này được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.